Khương vừa lên tiếng mời Hồng Phượng tham gia game show Ngôi Sao Miệt Vườn bị khán giả tẩy chay. Trong lúc giữa hai phía đối lập ủng hộ Hồng Lan và phía Hồng Phượng đang diễn ra hết sức căng thẳng, thì mới đây có một nguồn thông tin nói đạo diễn Khương Dừa mời Hồng Phượng tham gia chương trình game show Ngôi Sao Miệt Vườn đã dẫn đến một số anh chị cô bác đã vào kênh của đạo diễn công kích và nói những lời khó nghe với anh. Mới đây đích thân Khương Dừa đã lên tiếng, chuyện không liên quan đến mình mà dính đến mình luôn. Rồi ông bà mình nói dính miệng, dính đạn, tai bay và gió vậy đó. Hồi sáng nay thì có một số khán giả vào bình luận cũng thương Khương Dừa, Khương Dừa đừng mời Hồng Phượng vào chương trình nha, cộng đồng mạng không thích nha, đừng coi những kênh tào lao câu view đó. Có một người vào chửi Khương Dừa, Khương Dừa không hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại Khương Dừa chỉ làm chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thôi, Khương Dừa dẫn chưa có tốt lắm, nhưng bà con vẫn động viên cho Khương Dừa dẫn. Và ban giám khảo là danh ca Châu Thanh, danh hài Minh Nhí và nghệ sĩ Tú Ngọc Huyền, còn thí sinh là bà con cô bác đến tham gia, chứ Khương Dừa không có mời ai hết. Khương Dừa mới hỏi các bạn nhỏ vì sao cô bác vô chửi anh, khuyên anh đừng mời Hồng Phượng gì đó, anh đâu có làm việc với bạn đó đâu. Sáng giờ có một số bạn coi một clip của một kênh dự tích nói nội dung, bạn cũng khéo nói lắm, nếu có gì thì mình không bắt bẻ được, nên Khương Dừa mới lên tiếng giải thích đến bà con cô bác. Không thương thì không nói gì, nhưng lại phô chửi Khương Dừa, mình đọc nội dung đó buồn trầm cảm chết luôn đó. Khương Dừa xin thưa, hiện tại Khương Dừa đang làm chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai, mà chương trình mùa này có 13 tập. Khương Dừa là người dẫn chương trình, giám khảo là danh hài Minh Nhí, Ngọc Huyền, Châu Thanh. Ngoài ra Khương Dừa không mời bất kỳ ai tham gia chương trình hết. Hồi này Khương Dừa được sự vinh dự ghé thăm của đại danh ca chú Minh Cảnh. Còn về việc của chú Vũ Linh, Khương Dừa đã thần tượng nghệ sĩ Vũ Linh từ nhỏ cho đến lớn cũng vậy. Khương Dừa hay nghe chú ca vòng cổ lắm, Khương Dừa rất mê và thích. Khương Dừa không có dịp gặp chú lần nào hết. Hôm chú mất, Khương Dừa với lại ca nhạc sĩ Trường Sơn có đến đó thắp nhang phúng điếu. Khương Dừa thương tiếc và phía bà con cũng rất thương tiếc, và mọi việc chỉ tới thắp hương thôi. Khương Dừa cũng như quý bà con khác hâm mộ đến thắp hương, còn sau này việc gia đình của chú xảy ra chuyện này chuyện kia, Khương Dừa chỉ nghe tin thôi, chứ Khương Dừa không dám ý kiến. Nói chung Khương Dừa bận rất nhiều công việc, Khương Dừa phải lo cho công việc của Khương Dừa. Thứ hai, chuyện gia đình của chú đã mất rồi, mình cũng chỉ mến mộ chú thôi, còn những câu chuyện phía sau trong gia đình mình không biết thì tốt nhất mình không có ý kiến. Khương Dừa hiện tại rất là buồn, không hiểu biết cô chú anh chị lại nghe thông tin chính thức từ Khương Dừa mà lại nghe thông tin từ một bạn khác là chửi Khương Dừa đòi tẩy chay. Khương Dừa cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã nhắc nhở Khương Dừa, nhưng mà quý anh chị xem Khương Dừa lâu thì đã biết tính của Khương Dừa rồi. Khương Dừa giúp được ai thì Khương Dừa giúp, còn nếu không giúp được thì thôi, không có lo chuyện này của người ta vô. Khương Dừa cũng nghĩ cũng còn có những câu chuyện tốt đẹp, ý nghĩa lắm, mình phải chia sẻ những chuyện tích cực vui vẻ trong cuộc sống đến với mọi người. Chứ còn Khương Dừa không có lấy cái tên ai mà lôi kéo để mà câu view, câu like đâu cô chú bác. Khương Dừa cũng không hiểu, bạn này cũng nói quý và theo dõi Khương Dừa thì bạn phải làm nội dung cho rõ ràng, chứ đừng có nên 50-50 như vậy. Rồi bạn nói là có nghe ai nói, rồi dẫn chứng những thông tin của khán giả. Bạn nói bình luận này, bình luận thế kia, rồi kéo Khương Dừa vào câu chuyện đó. Khương Dừa nghĩ, nếu bạn có một số khán giả yêu quý bạn thì bạn làm nội dung của bạn thôi, còn bạn muốn làm nội dung về Khương Dừa thì có thể gặp Khương Dừa để cùng sáng tạo những ý hay để gửi đến bà con cô bác. Chứ bạn làm nội dung như vậy thì bạn được phần của bạn và tội cho Khương Dừa, để khán giả vô chữ Khương Dừa quá trời. Ngọc Huyền đến hỏi Khương Dừa, phụ gì, sao bức xúc quá vậy, mình đang làm Ngôi Sao Miệt Vườn vui quá mà, bà con cô bác ai cũng thương mà. Khương Dừa nói, có bà con cô bác vô hỏi em là Ngôi Sao Miệt Vườn, có cô bác thương nói em là nếu có mời Hồng Phượng thì cân nhắc, vì bạn đang có nội dung có liên quan đến anh Vũ Linh, bà con cô bác đang tranh cãi đó. Có những bà con cô bác anh chị vô chửi em, rồi cũng chửi anh chị nữa. Em mới xem thông tin Hà nói em mời Hồng Phượng tham gia chương trình thách thức cộng đồng mạng gì đó, mà bà con cô bác thân mến, đây có chị Ngọc Huyền này, chỉ ghi hình 11 tập rồi
chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc rồi. Chỉ có Cương Dừa, chị Ngọc Huyền, anh Châu Thanh, Minh Nhí thôi. Mà em nói thiệt với chị, chú Vũ Linh là thần tượng của biết bao thế hệ, của biết bao nhiêu người. Em cũng rất thần tượng, em thương, em phiếm. Rồi thôi, mình đã thấy thần tượng mình yên nghỉ rồi, thì mình nhớ, thì mình lục lại video mà coi. Còn chuyện gia đình thì có những xung đột, gây tranh cãi thì em không rõ. Em có xem thông tin, nhưng em không dám có ý kiến. Mà em ý kiến làm chi? Mình là người ngoài mà không dám có ý kiến, và tự nhiên bị nhắc tới vụ đó. Ngọc Huyền, còn chị thì chị cũng không xem. Trên cộng đồng mạng thường nghe người này người kia nói. Thưa tất cả quý bà con cô bác, Ngọc Huyền là đồng nghiệp của anh Vũ Linh. Ngọc Huyền rất yêu thương anh, và đến bây giờ qua 100 ngày của anh rồi. Quý vị có theo dõi thì 100 ngày của anh Vũ Linh thì Ngọc Huyền và hai người con nuôi của anh là Vũ Luân Bình Tinh sang Pháp biểu diễn. Một cái cơ duyên là Ngọc Huyền, Bình Tinh và Vũ Luân và toàn thể đoàn cải lương Huỳnh Long chúng tôi đã được cái duyên lành. Thầy cho phép chúng tôi được tổ chức 100 ngày tưởng nhớ nghệ sĩ Vũ Linh, người anh cao cả của chúng tôi. Sau đó Ngọc Huyền về nước làm việc với Khương Dừa. Rồi Ngọc Huyền cũng đến các chùa dâng một ít tịnh tài để nhờ các chùa hồi hướng công đức cho anh tiếp. Và Ngọc Huyền đã nguyện là Ngọc Huyền đi đến chùa nào thì Ngọc Huyền sẽ gửi tịnh tài đến chùa cho trọn một năm dỗ của anh luôn. Chỉ có vậy thôi, gửi đến một người anh, người yêu của Ngọc Huyền trên sân khấu. Em ơi đừng buồn, mọi hiểu lầm cũng sẽ được giải tỏa hết. Bây giờ mình là team của Vũ Linh thôi, mình không có là team của ai hết. Trước đó Khương Dừa đã hé lộ căn hộ phủ đại hoa của nghệ sĩ Ngọc Huyền tại Việt Nam. Tuy không ở cùng gia đình, nhưng Ngọc Huyền trang hoàng căn hộ rất khang trang, với đầy đủ nội thất đắt tiền, bài trí ngăn nắp đâu ra đó. Vừa qua tại hậu trường chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Được biết, nghệ sĩ Ngọc Huyền hiện sở hữu biệt thự triệu đô tại Mỹ, nhưng cũng có một căn chung cư nhỏ ở Việt Nam. Căn chung cư này trước đây cho thuê, nhưng Ngọc Huyền mới lấy lại để ở. Cô chia sẻ, căn hộ này tôi mua cũng lâu rồi, nhưng để cho thuê. Bây giờ tôi về Việt Nam làm việc nhiều, nên lấy lại nhà để ở cho thoải mái. Rồi cũng có chỗ thờ phụng. Trước đây tôi ra nước ngoài sống, nhưng nhà ở Việt Nam thì không bán, cứ để. Sau này tôi có bán căn nhà đó để mua căn chung cư này cho thuê. Lúc căn chung cư này còn hợp đồng cho thuê thì mỗi lần về Việt Nam tôi ở nhờ nhà bạn, chứ không ở khách sạn. Nhưng ở lâu tôi thấy hơi phiền đến bản mình. Nhiều người sĩ hay tới nhà để tập tuồng cùng tôi rồi live stream các kiểu cũng không tiện. Bởi vậy nên tôi lấy lại căn chung cư này, không cho thuê nữa. Vì Ngọc Huyền về Việt Nam chỉ có một mình, không mang theo chồng con, nên cô ở cùng với người trợ lý đã theo mình suốt mấy chục năm. Các trợ lý chăm sóc, quán xuyến mọi việc nhà cửa, nấu nướng ăn uống cho Ngọc Huyền. Biết Khương Dừa tới chơi, Ngọc Huyền liền báo các trợ lý nấu bún bò Huế, mua bánh bèo, bánh nậm về đại khách. Căn hộ của Ngọc Huyền tuy không quá rộng, nhưng ấm cúng đầy đủ tiện nghi. Tuy không ở cùng gia đình, nhưng Ngọc Huyền trang hoàng căn hộ rất khang trang, với đầy đủ nội thất đắt tiền, bày trí ngăn nắp đâu ra đó. Ngay ở cửa nhà, Ngọc Huyền chất đài hoa do khán giả tặng sau mỗi lần đi diễn. Khương Dừa vừa bước vào phải tốt lên. Trời ơi, nhà chị Ngọc Huyền bán hoa hả? Sao nhiều hoa quá? Trong nhà Ngọc Huyền treo nhiều ảnh Phật để giúp không gian tịnh thiền hơn. Ngoài ra, cô cũng treo ảnh bản thân và gia đình. Không chỉ ở cửa, Ngọc Huyền còn để rất nhiều hoa, có bông khán giả tặng trong nhà, phủ khắp phòng khách. Điều này cho thấy cô vẫn được khán giả yêu mến vô cùng, đi tới đâu cũng được yêu thương tặng hoa. Cô nói, khán giả thương tặng mình thì mình mang về để cho nhà đẹp. Thậm chí bức hình gia đình treo trong nhà cũng là khán giả tặng mình. Họ tự tải hình gia đình Ngọc Huyền trên mạng về, rồi in ra ảnh. Khán giả bảo vì tôi đi về Việt Nam làm việc nhiều, ở Việt Nam lâu, nên cần có không gian gia đình ấm cúng như một gia đình thứ hai, để không bị nhớ gia đình mình. Chia sẻ về lý do về Việt Nam hoạt động, biểu diễn nhiều, Ngọc Huyền cho biết hiện tại cải lương đang được sự tin yêu của khán giả trở lại. Tôi cũng đang tập tuồng chung Vô Diệm để diễn cho khán giả coi. Ngồi ca cổ, khán giả còn thích xem trích đoạn cải lương, đặc biệt khi tôi diễn nguyên tuồng cải lương, khán giả thích lắm. Nghệ sĩ cũng phải đầu tư dàn dựng nhiều rồi tái diễn nhiều lần. Ngọc Huyền mừng sinh nhật bằng cách làm điều đặc biệt cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mới đây nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng các đồng nghiệp như nghệ sĩ ưu tú Hồ Quốc, Vũ Luân cùng ca một khúc để tri ân ông hoàng cải lương hậu vãn Vũ Linh. Trong ngày mừng tuổi 53, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tổ chức một buổi tiệc hoành tráng vào ngày 1 tháng 7. Khi đứng trên sân khấu phát biểu, cô xúc động khi nhắc đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong lúc màn hình chiếu lên những hình ảnh của ông hoàng cải lương hậu vãn, nhiều khách mời tham dự buổi tiệc cũng ngàn ngầu.
Ngọc Huyền tâm sự, đây là món quà đặc biệt cô muốn dành tặng cho người tình sân khấu của mình như một lời tri ân. Sở dĩ gia đình chúng tôi lên đây đông như vậy là vì trên màn hình đã chiếu những hình ảnh người anh của chúng ta, người cha quá cố của nghệ sĩ ưu tú Vũ Lung, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng tôi phải hát trọn vẹn để tưởng nhớ người anh của chúng tôi. Trên màn hình sinh nhật có những người thân của Ngọc Huyền, những người còn vẫn mang lời ca tiếng hát cho đời, và cũng còn đó những người máu lửa với nghề nhưng duyên phận đã hết, phải về quê, về với cõi an lạc quốc. Một phút phát chung với nhau là những gì chúng tôi có thể làm cho người đạo quốc. Cô nghẹn ngào. Vũ Linh và Ngọc Huyền từng là đôi tình nhân sân khấu, nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả. Cô thường gọi nam nghệ sĩ là năm vô cùng triều mến. Ngọc Huyền khẳng định cô và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh thời có tình cảm sâu nặng, hai người gắn bó từ sân khấu đến ngoài đời, đóng chung nhiều đến mức có những bộ cải lương khi nhìn lại cô không nhớ họ cùng quay với nhau. Khi cô gặp trục trặc trong tình cảm, Vũ Linh cũng là người an ủi. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tâm sự Vũ Linh chính là nghệ sĩ nam đóng cặp với cô nhiều nhất. Với cô, Vũ Linh là người rất ấm áp. Tôi rất thích được làm nũng, thích dựa dẫm để cảm nhận được sự chở che và yêu thương từ người anh của mình. Vì quá thân thiết nên sự ra đi của anh khiến cho tôi rất đau xót, nữ nghệ sĩ thổ lộ.